Mình chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục giao lưu hoa giấy bà con ơi. Thành phẩm đẹp, cây đế khủng quái luôn nha bà con. Giá rất là mềm. Dạo này thì bông cũng rất là rực rỡ luôn ha. Mời bà con và các bạn mình gặp anh Văn Giang để giao lưu luôn nha bà con. Đo thông số và chi tiết hơn. Rồi, mã số 1. Rồi, mã số 1 rồi cả nhà. Chào anh Liêm và chào đại gia đình Văn Sam ha. Đây mã số 1 là cây tím tuyết nha cả nhà. Một màu tím tuyết ha. Tàn khủng luôn nha. Đó, tàn bự. Cao dưa. Cao 90 hơn. Ngang tôm tàn tròn hưu luôn. Bây giờ em đo hết thước thử coi nha. Ngang là 1m1. Cao là 95. Hoành cổ là 17 ạ. À. Hoành cổ vị trí em đo là 17 nha cả nhà. Đó, đế như vậy trên hình vậy luôn nha. Hai cái nó dính nhau vậy đó ha. Như là cây này như một củ luôn rồi. À, thành như một củ đạt. Cây này xin giới luôn cả nhà mình là 370k cả nhà. 370k. Cho mã số 1 ha. Quá đẹp luôn bà con ơi. Đó, tàn đẹp mấy cả nhà. Tròn hưu, tàn khủng luôn. Mã số 1 tím tuyết ạ. Đây mã số 2. Hai màu cả nhà. Tím tuyết và trắng tuyết. Cô này cũng phơm tàn tròn luôn. Ừ, mã số 2. Bồng và quá chừng luôn. Xối xả luôn. Trắng tuyết thì ít ha, tại vì có mấy cái dấu này là gió nó gãy mấy cái nhánh này nên nó còn ít trắng ha. Bảo lắm, lật gãy mấy vừa cũng nha bộ. Mà vẫn còn đặt bình thường ha. Cao 90. Ngàn đó. Này mình gãy một màu luôn Linh Giang. Ngàn 80. Này mình nói mình gãy một màu đi cho nó dễ. Đúng rồi. Đó, vậy đi, một màu là tím tiết. Về cả nhà khi mình cắt bỏ hết trừ một tược tím tiết trên vẫn được cả nhà. Đó, nó không có lép. Đúng rồi. Cao 90, ngàn 80. Mình có 17 luôn cả nhà mình ơi. Đó. Đó. Cây này cũng dáng đẹp lắm. Dáng đẹp cả nhà. Cây mã số 2 tím tiết xin luôn cả nhà mình là 390k ha cả nhà. Quá trời đẹp luôn. 39 mã số 2 ạ. Để mã số 3. Hai màu. Đây, trắng và tím tiết các bà con ơi, trắng tiết và tím tiết. Đang ra này đang búp đặt tàn hết nha các nhà. Mới cool mới có ha là. Cao nó 78 ạ. Ngang nó là 717. Wow, vành cổ vị trí là 17 luôn các nhà nè. À, gửi như trên hình một gửi bự gửi nhỏ nó lắc lắc vậy ha. Cây này xin lưu cái nhà mình là 370k cái nhà, mã số 3 ha. Rồi, ok. Cho hai màu cái nhà, trắng tiết và tím tiết ạ. Mã số 3. Dáng cây rất là lực luôn. Đây tới một màu. Mà alo đặt tàn búp hoa nó im cái là mới búp với nở hơi hơi ha. Mới búp. Mã số 4. Tím tuyết. Cao là 75. Ngang 75. À, củ đế như trên hình vậy luôn nha, đặt một cục vậy luôn nha. À, hoành cổ vị trí là 18,5 cái nhà mình đây. Cục tròn do vậy ha. Nhưng có đây nó có là có một nhánh này nó rớt cả nhà. Em cái nào lưu ý nó trước ha. Này là mình phải lấy mình lấy cưa, cái cưa mình cưa này luôn mà. Ừ. Nó có cái dáng đẹp lắm. Đó, để việc ở nhà mình em nói trước nha, mã số 4. Vậy mà cái phơm tàn nó cũng rất là đẹp ha. Phơm tàn nó dán tròn bình thường rồi. Mã số 4 xin lưu cái nhà mình là 390k ha. 390. Cho mã số 4, cây tím tuyết cho nhà. Giao luôn giữ chậu y thinh vậy luôn ha. Đúng rồi, bên em là giữ chậu và bao ship toàn quốc, mọi miền Đông Bắc hay cả nhà. Thấy cây sao là về mua về y như vậy. Đó. Đây. Mã số 5 cả nhà. Tím bướm. Tím bướm ha. Cây hoa này nó có hơi già nha bà con. Hoa này già sắp tàn ạ. Cao nó 80. Loại này thì nó rất là xiên hoa. Cắt đúng rồi này, cắt cái đọt hoa tiếp nhầm này. Ngang 80 luôn ạ. Vậy cho thấy vành cổ nữa ha. Đúng rồi. Vành cổ vị trí là 10 gần 20 cái nhà mình đây, 20 non ha. Cổ tính 19 gửi đi. Cổ đế là cũng rất đẹp nha. Cổ đế cũng im ok. À. Cái tím bướm mã số 5 xin đi luôn nhà mình là 390k luôn cái nhà mình đây. 390. Ok. Tím bướm mã số 5 ha. Hôm tàn cũng đặc hừ luôn nha bà con.
gọi lên nhớ cho cả nhà tham khảo lựa chọn. Đây tên nữa. Số 6. Vẫn là tím bướm tím nha cả nhà. Tím bướm. Đây phom tàn mới chỉnh sửa lại nó rất là đều tròn. Cao 85. Ngang 70 hơn tính bệ tính 70 này, ngang 70. Mình có vị trí là 18 nha cả nhà. À, ngay cổ này ha. Đế cũng một nùi đặc thù luôn nha. À, cây này vẫn 390k cả nhà luôn ha. 390 cây vẫn bay nhưng mà còn đẹp. À. Quành đế sạch. Như cái này là hoa em nói trước là có hoa này đã vàng cả nhà, sắp tàn ha. Rồi. Vì cả nhà mình lật hoa rồi chơi hoa mới mà số 6. Mình tuốt bỏ hoa hết để mình dưỡng sức cái cây nó mau ra hoa mới mà con. Tới mã số 7. Mã số 7. Tím tiết không nghe cả nhà. Tím tiết một màu. Cao 80. Ngang 75. Đó, vạch cổ cho nhỏ này, nhỏ này 16 rưỡi cả nhà. Và cái eo nhỏ nhất ha, đó đế một cụm gì luôn ha. Cụm đế trắng sạch luôn. Cái con dáng cũng bay nha mọi con. Mã số 7, tím tiết như luôn nhà mình là 370k ha. Rồi, 370 cho mã số 7 cả nhà. Rồi, có cái cẩm thạch phát hồng này kìa. Có bông, một hai bông nè. Cẩm thạch phát hồng. Rồi, lấy trúng cây không có bông. Rồi, lấy trúng cây không bông vô rồi. Để chút quay chèn đó ha, mã số 8. Cẩm thạch phớt hồng cả nhà. Cao gì? Cao 1 mét hơn ạ. À. Ngang nó 85 hơn. À, vành cổ đó đây, vành cổ vị trí này là 15 rưỡi gần 16 cả nhà. Để nó chảy ra cũng đẹp. Đế này nó bài đúng rồi, nó bài nằm ha. Nếu bà con nào mà về có quà tài sở thích chờ một cốt cắt bỏ thường luôn. Đó, mình dưỡng lại cái tượng kia. Này trắng dày đặc bình thường vẫn, ha. Vẫn cái tàn năm sau là đẹp rồi. Cây mã số 8, cây cẩm thạch phất hồng xin như luôn cái nhà là 370k ha. 370. Mã số 8 cả nhà. Ok, lá hai màu ha. Cẩm thạch nó vàng vàng xanh xanh. Đến mã số 9 vẫn chật đứng luôn ha. Đó, phơm tàn. Tròn, dày, đều. Này tím tiết không nghe cả nhà. Dáng trực. Cao là 1 mét ạ. À. Ngang nó 78 ạ. À. Mình có vị trí này là 17 rưỡi nha cả nhà. Đó, một cốt dáng trực cho luôn ha. Đó, xoay cái vòng thấy mình thấy cái tàn nó tròn hu. Tròn do luôn. Đế cũng tròn như trên cái cũ như trên hình nha cả nhà, hai bờ tay vậy nè. Mã số 9. Cái tím tiết như trên luôn của nhà mình là 390k ha. Ok. Là bên em đã bao ship bao sống cả nhà luôn ha. Đâu, đây cái khủng này kìa. Đấy mã số 10. Cây này cái tàn cũng rất hết luôn. Biết cái cây này rồi. Hoa thì khỏi phải chê luôn nha bà con. Quá trời luôn rồi nè. Bông nó sai bông. Cao là 1m1. Ngang nó là tính 1m08, tính 1m05 đi. Mình có vị trí là 19 nha cả nhà. Đó, đế như trên hình luôn ha, nùi nùi vậy luôn ha. Cây này cũng khá là đẹp luôn mà con ơi. Đó, như trên hình vậy luôn nha, nhìn nè, quá vậy nha. Cây này xin như luôn cả nhà mình là, bây giờ chơi luôn, 390k luôn cả nhà mình đó. 390k luôn. Vẫn 390k nhà mình luôn ha. Mở số 10. Cây bông giữ thần hồn luôn bà con ơi. Mở số 11. 11 tím bướm. Tím bướm rồi cả nhà. Cây này hoa nó già nha bà con. Có số hoa non đang lên. Còn số trên đọt thì được. Đây cao 87. Đúng rồi, còn số trên đọt. Ngang 87. Cao 87, ngang 87, vành cổ là 19 hơn nha cả nhà. À, chưa vài kỹ đây đây ha, gió cũng lật gãy bo cả nhà mình đây. Còn có một bo mà vẫn tròn ha. Mà còn bên này là một phần bên này mà cái tàn tròn hô ha. Vẫn tròn bình thường cả nhà. Đó. Đó. Mã số 11.
tím bướm này xin luôn cái nhà mình là 390k cái nhà mình đây. 390. Ủ đặc luôn nghe cả nhà. Cơn bão vừa qua nó làm tai hại thiệt hại quá ha. Gió nó ngã dữ lắm ngã. 311 ạ. Ê, tôi lùng lực vậy. Đặc lá cho tím thấy. Tím bướm luôn mà con. Tím bướm luôn. Cây này thì chớm nụ. 312. Nụ nhiều nha. Cao nó 75, ngang 75. Cổ này bự rồi. Cổ này 20 cái nhà mình đây. Rồi. Đó, củ bự luôn nha. Đặc thự ha. Mã số 12 xin như luôn cái nhà mình vắng 390 luôn cái nhà mình đây. 390. Cái cây tím bướm vừa búp ha. Cây lùng lực. Vừa búp vừa cả nhà phải chơi lâu dài được nè. Rồi. Mã số 12. Mã 13. Một chùm hoa luôn. Đang rộ nụ. Cao 95. Ngang 82. Một cốt luôn ha. Đó, quanh cỏ là 17 cái nha. À, còn một nhánh một cốt đứng luôn nha. Một bo một mà nó lên nó xè tàn như vậy. Vậy đó. Cái cây thấy nó đều quá đều luôn. Cái lộ lâu của nó lâu lắm mà. Lâu. Vậy đấy đặt nghe cả nhà. Cây mã số 13. Cây này xin luôn cả nhà mình là 380k nha. 380. 380 mã số 13 tím tuyết nha cả nhà. Tới mã 14. Tím bướm cả nhà. Tím bướm đang nụ đang rực rỡ luôn. Cắt cái nó ra đọt mà ra đọt cái bông. Cao nó 78 ạ. Quá, này dễ bông lắm cả nhà, cắt cái nó ra bông à, ra đọt ra bông ha. Ngang 80. À, ra 78 ngang 80. Mình cổ vị trí này là 17 hơn nha cả nhà. Đó, một cục đế một nồi luôn ha. Tím bướm xin như luôn cả nhà mình là 380k cả nhà. 380k. Tím mã số 14 ha. Rồi. Nhập tím mã 15. Đây một cục đặc luôn ha. 15. Tím tuyết. Cao nó 95. Ngang nó 80. Cái này đặc lắm đặc. Mình có là 17 nha cả nhà. Cao 95 ngang 80 mình có 17 ạ. Một cục đấy đặc luôn ha. Cây mã 15 là mã chót cả nhà. Xin cho luôn cả nhà là 390k luôn ha. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn cái nhà mình đã xem hết video. Cái nhà có hợp nhãn cái nào, cái alo số điện thoại của nhà vườn Văn Giang em là 0795428752 cái nhà. Rồi, chào cả nhà. Rồi, mình chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại bà con những clip kế tiếp. Mọi chi tiết bà con có liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình, số điện thoại của nhà vườn nha. Rồi, bà con hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.